Ngày 17 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện đã có 129 hộ chăn nuôi bò sữa chấp nhận mức thỏa thuận bồi thường hỗ trợ bò chết, bò bị bệnh mà công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco đưa ra. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ cho những người nuôi bò bị bệnh và bị chết ở xã Quảng Lập là khoảng 1,4 tỷ đồng và ở xã Đạ Ròn với hơn 105 hộ là hơn 8 tỷ đồng. Đến nay, công ty Navetco đã chuyển 50% số tiền trên đến các nông hộ. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng chưa thông tin về mức đền bù, hỗ trợ cụ thể cho từng loại bò bị bệnh, bò chết. Tính đến hết ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh Lâm Đồng có 7.375 con bò sữa mắc bệnh, trong đó có 547 con chết, 584 con bị xảy thai. Trong 2 tháng qua, các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã làm cầu nối để công ty Navetco thỏa thuận với các hộ chăn nuôi thiệt hại sau khi bỏ tiêm vaccine Navet LPVAC để tìm tiếng nói chung trong việc bồi thường và hỗ trợ.